Xin chào các bạn, sau đây thì mình sẽ ra video luật đối với nội dung thi Team Basic của Tổ chức Thể dục Đường phố Việt Nam giải Sugar 2019. Nội dung Team Basic là nội dung chúng ta sẽ thi đấu tiếp sức 5 người cho một team. Mỗi người sẽ tham gia một bài. Thành tích tính bằng thời gian. Đội nào thi đấu với thời gian ngắn nhất, nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng. Thời gian bắt đầu từ người đầu tiên thực hiện với bài đầu tiên cho đến khi người cuối cùng thực hiện xong bài cuối cùng. Đội vô địch sẽ giành được 10 triệu đồng từ ban tổ chức. 5 bài trong nội dung Team Basic gồm có: bài thứ nhất 70 dip, bài thứ hai 40 pull up, bài thứ ba 100 push up, bài thứ tư 40 tie flip vật lốp, bài thứ năm 40 hợp hì. Ở động tác thi thứ nhất 70 dip, thí sinh đầu tiên ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng, giám khảo sẽ đứng bên cạnh. Khi giám khảo hô bắt đầu, cùng lúc đó sẽ bấm thời gian thì thí sinh sẽ thực hiện bài thi. Thí sinh cố gắng thực hiện 70 dip trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng mỗi động tác, mỗi rep phải thực hiện đúng form. Thí sinh có quyền nghỉ trong thời gian thực hiện phần thi thứ nhất, sau đó thi tiếp tục cho đến khi hoàn thành 70 dip thì thôi. Giám khảo sẽ đếm cho đến khi thông báo hoàn thành phần thi. Sau khi thực hiện xong 70 dip, thí sinh thứ nhất sẽ chạy đến thí sinh thứ hai đứng chờ sẵn ở động tác pull up, chạm vào người thí sinh và thí sinh thứ hai sẽ bắt đầu thi động tác pull up. Thí sinh cố gắng hoàn thành phần thi của mình với thời gian ngắn nhất. Trong quá trình thực hiện phần thi, thí sinh có quyền được nghỉ tự do và sau đó thực hiện tiếp phần thi cho đến khi hoàn thành 40 pull up thì thôi. Giám khảo đứng bên cạnh sẽ đếm cho đến khi thông báo hoàn thành phần thi của thí sinh. Sau khi thí sinh thứ hai hoàn thành phần thi pull up sẽ chạy đến chạm vào người thí sinh thi đấu động tác push up đang chờ ở vị trí push up. Thí sinh thứ ba sau khi nhận tín hiệu từ thí sinh thứ hai sẽ thực hiện bài thi push up của mình. Ban giám khảo sẽ ngồi bên cạnh để chấm điểm và tính rep cho thí sinh thứ ba. Thí sinh thứ ba có quyền được nghỉ trong quá trình thi đấu động tác push up của mình. Thí sinh cố gắng hoàn thành nhanh nhất phần thi của mình, nhưng mỗi rep phải đúng form. Giám khảo sẽ đếm cho đến khi thông báo hoàn thành phần thi của thí sinh. Sau khi được thông báo hoàn thành phần thi, thí sinh thứ 3 sẽ chạy đến chạm vào người của thí sinh thứ 4 đang chờ ở vị trí vật lốp. Sau khi được chạm vào người, thí sinh thứ 4 sẽ thực hiện phần thi vật lốp của mình. Thí sinh sẽ vật lốp qua lại hai chiều đối nhau. Ban giám khảo sẽ đứng bên cạnh để đếm số lần thi của thí sinh. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền được nghỉ thoải mái cho đến khi hoàn thành phần thi và được ban giám khảo thông báo đã hoàn thành. Sau khi được thông báo hoàn thành phần thi, thí sinh thứ tư sẽ chạy đến chạm vào người thí sinh thứ năm đang đứng chờ ở vị trí thực hiện động tác Purpy. Sau khi được đồng đội chạm vào người, thí sinh thứ năm sẽ thực hiện phần thi Purpy của mình. Ban giám khảo sẽ đứng bên cạnh để chấm điểm cho phần thi của thí sinh. Động tác Purpy thực hiện khi thí sinh xuống thực hiện động tác chống đẩy, sau đó thu chân bật lên cao, người đứng thẳng. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền được nghỉ thoải mái và sau đó hoàn thành phần thi của mình cho đến khi được nhận thông báo hoàn thành của ban giám khảo. Sau khi được thông báo hoàn thành, ban giám khảo cũng sẽ bấm dừng thời gian và thời gian hiện trên đồng hồ chính là thời gian của team thực hiện phần thi Team Basic của mình. Đội nào có tổng thời gian ngắn nhất sẽ là đội giành chiến thắng. Chúc các team thi đấu tốt!